ông ra đây. Ông ra đây cho bản dân thiên hạ người ta nhìn rõ cái mặt ông. Thì ra bấy lâu nay ông toàn trốn việc quan đi ở chùa. Ờ, mà ông có ở chùa đâu, ông toàn trốn việc nhà vào sới bạc thôi. Người ta đang đồn ầm đồn ĩ ngoài chợ kia kìa, mấy thằng bị công an bắt đi rồi. Cũng may mà ông chạy được, không thì bán bêu. Hôm nay thì quả tang chưa, ông còn chối được nữa không? Ừ, thì tôi vui chơi có thưởng một tí. Bà làm gì mà cứ ầm ĩ lên thế hả? Ờ, thì cũng phải để cho tôi có giây phút giải trí một tí chứ. Cứ khư khư giữ tôi ở nhà với cái bị rách này đến hết đời à? À, ông lại bảo tôi như cái bị rách hả? Này thì bị rách này, bị rách này. Này, bà có im cái mồm đi không? Hàng xóm người ta nghe thấy, người ta lại cười cho đấy. Tôi không im, tôi không im. Đã bao lần nín nhịn nhường ông, nín nhịn nhường ông không hay. Đêm này tôi không nhịn được nữa, đêm này tôi không nhịn được nữa. Mà để bây giờ, mà để bây giờ trói xong, lành làm gáo, bẹp làm muôi. Đường ông đi, đường tôi đi. Chứ ý để cho ông cứ ý mãi coi thường tôi. Ý, bà ơi chơi mấy ván ấy là cho vui, ấy là cho vui, chơi vui thôi. Có chi đâu bà ầm ý, có chi đâu bà ầm ý. Rồi để xóm làng coi tôi là hư đốn, là mất nét. Người ta khinh, người ta ghét. Bây giờ tôi đây dáng bước chân đi được đâu. Vui vẻ gì? Ở cái làng này bao nhiêu cái gương tày liếp kia mà ông không chịu nhìn sao? Đấy, như cái thằng cu đen ở xóm trại ấy, mới đầu cũng chỉ là vui, sau dần đâm nghiện, lao đầu vào dứt chẳng ra, đến khuynh gia bại sản, bỏ vợ bỏ con tan nát gia đình, dây vào nợ nần chầy bữa rồi trộm cắp. Đấy, giờ đi ngồi bóc lịch ấy, vui chửa. Ôi dào, nó khác, tôi khác, cái thằng cứ khát nước như thế, chết là phải. Như thế có nghĩa là ông cũng đã ngồi với nó, cũng được tiền của nó chứ gì? Ừ, thì khối thằng được của nó, chứ đâu có phải một mình tôi đâu. Vậy thì cái tiền được của nó ông để đâu? Đưa cho tôi để tôi trả lại cho vợ con nó. Mẹ con nó đang chạy ăn từng bữa kia kìa. Ôi giời, có đâu mà mang về, được ít nào tan sới. Bọn nó lại dẫn nhau đến nhà hàng đánh chén, sời tiệt cả rồi. Thế nó mới vui chứ. Vui ư? Ôi, thật là nghiệp chướng. Cái đám đàn ông chúi đầu vào sới bạc như các ông, thật là vô cảm. Sao không biết thẹn với tâm chính nghi mình? Đang tâm sống trên đồng tiền khó khăn, đẫm mi giọt mồ hôi. Vợ con nắng mưa ruộng đồng không quản, ngại vất vả nhọc nhằn, gom góp chắc đi chiêu cho con ăn học được nên người. Sao nỡ len đi len trộm mang đi thú vui cho thỏa chỉ riêng mình.
đánh mất hai chữ lương y tâm mi. Có sung sướng chi được tiền, sát phạt lẫn nhau khi tay sướng vui cầm tiền, đầu có nghĩ không biết đi bao gia đình nát tan cơ cực vì bạc bài. Còn khóc hết ni sữa chẳng tiền mua, ốm không đi viện vì không tiền. Ăn uống như y thế liệu vui y không y. Tôi đã nói với bà rồi, tôi chỉ chơi tí cho vui thôi mà, sao bà cứ cố tình bé xé ra to thế hả? Vui mà lại thế à? Cứ hở ra một cái là ông tót đi. Các ông ngồi với nhau qua đêm đến sáng, đám cờ bạc như các ông, anh nào cũng nói hay như chão chuẹt đấy, làm sao mà tin được. Thôi chết, mấy con thóc của tôi, không khéo ông là con chuột đội thóc của tôi đi bán, lấy tiền vào sới bạc cũng nên. Cái bà này, tôi mà lại thèm à? Bạc đầu rồi ai còn dại gì chứ. Mà bà đừng có mà vu khống nhá. À, chồng tôi thế này mà ông dám bảo tôi là vu khống à? Đã xa chân vào cái chốn ấy thì một già một trẻ bằng nhau, say sưa mê muội lên rồi thì việc gì mà chả dám làm. Họ có biết sợ gì đâu. Tôi còn nghe nói có những canh khuya chơi bài xong đi, dẫn nhau lên phố tiệc tung sơi chán đi chưa hề, nhắm mắt đưa ý chân dẫn thân động đào, đưa tới đưa lùi học đòi nhất đi giả đế vương. Này bà ơi, tôi đâu dám dấn thân vào nơi ấy dễ hư người. Trôi cái quanh coi ông làm sao, cứ che giấu mãi vì tay ông nay đã dây chàm mì, nhắm mắt ăn ý chơi phí phung bạc tiền, đâu biết nâng niu từng đồng thấm mi đẫm mồ hôi. Của vợ y con đi, hai xương một nắng cày sâu cuốc y bấm trên ruộng y đồng y. Mỗi lần như thế, các ông tiêu tốn đến 5-7 triệu đồng, trên dưới cả tấn thóc. Số thóc ấy chúng tôi phải còng lưng mà cấy lúa mấy năm trời mới được. Ôi, thật là ăn tàn phá hoại. Ôi giời, tôi cũng chẳng bao giờ phải bỏ ra xu nào. Số tôi số đỏ, trời Phật luôn phù hộ cho tôi mà. Trời nào, Phật nào đi phù hộ cho những việc làm bất lương như thế. Ông cứ đi chiếm đoạt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác thì trời Phật sẽ hỏi tội ông ấy thì có. Này,
bà đừng có mà ác khẩu nhá. Bà dọa tôi đấy à? Này, thằng này đếch sợ nhá. Tôi không dọa đâu. Luột đời vay lắm trả nhiều. Mai mốt già về miền Tây phương y. Khi ông đã mãn phần lì về theo tiên tội, khi ấy nghĩ ngài Diêm Ni sẽ hành nghi, sẽ y bắt ni tỳ lôi ông xuống. Khi ấy thì bao tội ông y gây. Phơi bay không y dấu y được đâu y. Nơi ấy bao nhiêu y việc y làm y. Dù y trắng dù y đen y sẽ được bày đặt ra suy xét y. Bây giờ ông hãy mau mau thôi mê lầm mi. Xa rời nghiệp mi trường nghi tài nói mãi ông không nghe. Thôi, đường ông đi, đường tôi đi. Đây, giấy gọi đại học của thằng Tâm đây. Ông cầm lấy mà lo cho nó ăn học. Hả? Bà nói sao? Thằng Tâm đỗ đại học rồi à? Ông thì cứ chúi đầu vào bài bạc, đâu có biết con mình hư hay ngoan nữa. Bây giờ ông hãy lo cho nó đi. Ê, bà đánh đố tôi à? Tôi lấy gì ra mà để nuôi cho nó ăn học? Này, học đại học tốn kém lắm. Thì ông cứ đi đánh bạc về mà nuôi nó chứ sao? Bà bà nói lạ. Nuôi con bằng đồng tiền ấy thì làm sao nó giỏi, nó ngoan được chứ? Ôi, thằng cu của tôi giỏi quá. Nó làm tôi mát mặt, mát lòng. Niềm vui trước mắt như thế mà tôi nào có biết. Ôi, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ mải mê tìm kiếm ở đâu. May mà nó không học theo ông đấy. Cha mẹ là cái gương lớn cho các con soi mà. Khẽ chứ, tôi biết rồi. Bà trước sau như một, chung thủy đảm đang lắm. Tôi hứa với bà sẽ cạch từ đây. À, hết chê là cái bị rách, lại đến trước sau như một. Ông là cái đồ bẻ mép, ông cứ liệu đấy. Tuy rằng đơn sơ nhưng nghĩ lại vội cùng ân ái tình người. Không vướng đi bận đi lòng tham, sung sướng chi hơn khi mà ta có gì làm mi ra chính tay mình. Khuya sớm ta chuyên cần nghỉ, đời vui hạnh phúc biết đi bao khi trong lòng mình sang trong mình.